Hôm nay là 6 giờ chiều nè, ở giờ này là hôm nay là vắng hơn mấy hôm trước, là quay cái đình Long Thạnh Hoàng Thiện luôn nha. Trên kia là cái cầu Bến Nhất á, đây khoảng chừng 6 giờ chiều rồi đó. Hôm nay mát không? Quá mát mẻ luôn. Cái đình đình thần Long Thạnh. Chào bà Tư. Hả? Xuống đây nè. Xuống đi công chuyện xong rồi ghé đốt nhang rồi chút nữa về liền. Xuống hồi nào? Xuống hồi chiều. Sáng chiều đi công chuyện ở là Rồng Riềng á rồi quay về. Con Năm không biết đâu. Con Năm không biết đâu. Đang làm gì vậy? Cô Năm có trong đây không? Có. Năm đâu? Đâu? Cô Năm chổng hả? Ừ. Trời đất. Kêu cô Năm ra đi. Đón khách. Khách thì đâu phải thì đâu biết đâu mà tưởng Năm mà này. Vậy hả? À, đây. Ông Đình, đốt nhang đi. Có bà Năm đi, có bà Năm đi, có cô Năm, có cô Năm truyền đây. Trời ơi, bất ngờ luôn. À, đây. Đình mới đó anh, mới xây á, mới tanh luôn á, mới khánh thành cách đây một tuần.